đây. Các bạn mạnh giỏi không? Bạn khỏe không? Hôm nay Ngọc Ánh sẽ đưa bạn đi xem chung cư trung lưu tại vùng của Ngọc Ánh ở. Đây là những chung cư giá trị từ 500.000 đô la trở lên. Băng qua đường tới biển, mình đang đứng trong một cái balcony của một chung cư. Thì ở đây là nó là 5 dãy chung cư. Mỗi chung cư là khoảng chừng 400 chung cư. Cách đây 15 năm, một chung cư như 2 phòng ở đây thì bạn có thể mua chừng 100.000 đô. Bây giờ là một chung cư 2 phòng là giá cỡ 500.000 đô trở lên, tùy theo là cái view. Nếu view mà ngó ra biển như vậy thì là nó mắc tiền hơn, cái view mà ngó ra hồ thì nó rẻ tiền hơn. Để mình cho các bạn coi ở phía trên, ngó trên cảnh toàn bộ, mình sẽ cho bạn coi cảnh phía dưới, rồi mình sẽ cho bạn coi bên trong của những cái một chung cư như là trung lưu. Thì ở vùng biển rất là mắc, nếu mua nhà trệt là phải từ cả bạc triệu, cả 2-3 triệu đô la trở lên. Thì những người nào muốn sống ở vùng biển, muốn sống an lành, mà mạnh thường nhất là những người lớn tuổi, không có muốn phải cắt cỏ phải cây, thì họ ở trong chung cư cho nó rửa gọn. Mà trong chung cư thì nó có hồ tắm, có hết tất cả, có bảo vệ. Đây là chỗ chung cư này, là một trong những chung cư hạng sang ở Florida. Băng qua đường là tới biển, thì người già thích lắm, tại vì ở biển là gần biển, là hơi thở cho nó mát mẻ mà tốt cho phổi. Xin chào các bạn, bây giờ mời các bạn đi coi với mình nha. Đây là vùng biển ở Florida. Những chung cư phía trái là nằm ngay trên mặt biển và trị giá từ triệu Mỹ Kim trở lên. Phía bên tay trái là những chung cư trung lưu trị giá từ khoảng chừng 500.000 đô la cho đến 1 triệu đô la. Băng qua đường thì tới biển. Đây là những chung cư trung lưu mà người Mỹ rất là thích ở, tại vì gần biển, gần hồ, khí hậu trong lành, chung cư rất vững chắc. Mỗi chung cư đều có bảo vệ và có hệ thống phòng cháy rất là tối tân. Xe của khách tới thì đậu phía ngoài, xe của chủ thì nằm ở trong phía trong gara, chỗ đậu xe không có bị nắng mưa. Mỗi chung cư đều có hồ tắm nấu nước ấm. Là con đường đi tới chung cư được cảnh sát bảo vệ. Mỗi chung cư thì có cổng, có sân riêng tư, có cảnh, có nhà ngồi ngóng cảnh mát. Đây là mình chiếu cảnh từ phía trên lầu chiếu xuống, rồi mình sẽ chiếu cho các bạn xem cảnh từ phía dưới đường để bạn coi rõ. Cái này là công viên, băng qua đường thì có công viên, có chỗ ngồi mát. Bây giờ là con đường, đây là con đường Collin Avenue, là con đường đi tới chung cư. Thì một bên phải là chung cư ngay trên bãi biển, bên trái là chung cư không trên bãi biển thì nó hơi rẻ tiền hơn một chút. Chung cư trên bãi biển thì là từ 1 triệu cho tới 6-7 triệu đô, còn nếu mà khu này mà có khu nhà đó, thì là bắt đầu từ 3-4 triệu đô la trở lên là khu nhà. Mời bạn đi xem giờ mình quẹo vô cái khu này. Con đường này là nó cũng có 7 cái chung cư.
rất là khu này rất là an ninh, cảnh sát gác con đường, và mỗi an ninh mỗi một cái chung cư thì nó có bao tầng bảo vệ, một bảo vệ lái xe vòng vòng chỗ đậu xe, một bảo vệ đi coi hồ tắm, đi coi chung quanh, và một bảo vệ coi trên lobby và coi camera, có máy, có hệ thống gác, có máy canh chừng, tức là màn ảnh canh chừng đó. Bác thấy các bạn đã xe vô đường này, xe vô đó. Bạn thấy cái trạm mấy trạm xe bus cũng có chỗ để che mưa nắng, nếu không thích lái xe thì có xe bus đưa đi tới những tiệm ăn, những khu mall, khỏi cần xe hơi cũng được, khu đi chợ. Chính phủ thiết lập như vậy để có, để cho thấy bạn xe bus có chỗ nắng mưa ngồi đàng hoàng không. Người già đi xe bus ở đây không có tốn tiền. Hệ thống xe buýt này lập ra để cho những người lớn tuổi không có muốn lái xe thì để họ cũng tiếp tục sinh hoạt được của họ, và những người trẻ không muốn lái xe đi để đi làm thì họ cũng có đường xe buýt. Để cho bạn vô xem chỗ chung cư hơn, thì đầu tiên vô là có người gác cổng, vậy mình đi vô ha. Nó cổng nó sẽ hỏi mình đi đâu, thì mình ở trong này, thành ra họ cho vô, họ chỉ bấm cái nút họ đưa cho vô thôi, không có ra họ hỏi, tại mình ở trong này họ biết mặt rồi. Đó, cái là người bảo vệ thôi các bạn. Giờ đi vô thì ông xã mình đậu xe đây để cho mình xuống, rồi ông sẽ đem xe đi cất trong nhà gara. Bây giờ mình đi vô mình coi, khi mở cổng vô đây là lobby, nên mở cổng vô nếu có khách thì ngồi chờ ở đây, bên này là có bảo vệ ngồi bên này. Nếu ông bảo vệ mình thấy cái đầu ở không đó, đây là cái lobby, bên này là thang máy, thì khi ai vào là ông phải bấm thang máy mới được đi lên. Ở dưới đây là phòng sách, là thư viện, là phòng họp, những cái cửa này đó bạn. Okay, hai thang máy. Ở phía bên trái thì có thêm hai thang máy nữa mà mình không thấy được. Bên tên phải có thêm 200 mấy nữa, thì nó có nhiều thang máy, cũng có bảo vệ gác. Là phía trong nhà, đây là nhà bếp, đây phòng ngủ, phòng ngủ thứ hai. Đây phòng tắm, là cảnh dòm ra cửa sổ phía trước, dòng cửa sổ phía sau thì có hồ tắm, phòng tập thể dục và sân đánh tennis. Cái hồ tắm rất là lớn, nước được nấu ấm. Bây giờ mời bạn đi coi cảnh chung quanh nha.
Phương Thượng Lê.